chồng em cứ em đang ngồi ở ngoài, thế rồi chồng em cứ gọi xong nháy mắt rồi gọi vất. Có nghĩa là chồng em ở trong phòng đúng không? Dạ đúng rồi. Em ngồi ở ngoài. Không, chồng em đứng ngoài cửa phòng, còn em đứng ngồi ngoài với bố mẹ ngồi đang ngoài tiền. Đang đếm tiền. Thế là em cũng ngồi phụ, cái xong chồng cứ khều chồng vẫy. Xong rồi chồng gọi chồng nháy mắt. Rồi, cái là hiểu nhau rồi, máu quá rồi đúng không? Xong rồi em vẫn còn ngại, nhưng mà mãi về sau thì cũng may mẹ chồng em cũng có nói là thôi hai đứa đi nghỉ sớm đi. Cái là đúng. Sao? Nói chung là cũng có nghĩa là có trục trặc gì không? Đâu có biết gì đâu mà đúng không? Vâng, nói chung là đầu tiên thì không, chồng em mà lên mạng tìm hiểu chứ. Bây giờ dành một tràng pháo tay đầu tiên đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Rồi. Nhìn cái bộ đầm của cô dâu á, nhớ hoa anh đào á. Mà đặc biệt là cô dâu người của bạn vỡ, mặc áo dài này cũng dữ à. Cưng mặt cưng thấy mệt không? Dạ mệt lắm chị. Mệt lắm hả? Dạ. Nhưng mà khi mà mặc lên người thì em cảm thấy như thế nào? Lộng lẫy hả chị? Đúng rồi, rất là đẹp. Và có nhớ lại cái khoảnh khắc đầu tiên mà mình đặt cái sa rê này không? Dạ có, đây là lần thứ tư em được mặc váy cưới. Ủa sao lại lần thứ tư mặc váy cưới là sao? Là có nghĩa là bọn em đã cưới ở quê hai lần và vào Vũng Tàu một lần. Là hôm nay lần cưới mà các bạn từ Vũng Tàu lên à? Dạ vâng ạ. Bây giờ anh hỏi nè, giới thiệu về mình đi nào. Em là Trần Trung Tâm, thợ điện. Dạ, em 24 tuổi. Dạ. Trung Tâm dạ. Đúng không? Dạ em Đỗ Thị Huệ ạ. Em năm nay 24 tuổi. Dạ. Vậy là hai đứa đám cưới mấy năm rồi? Dạ bọn em cưới được 6 tháng, hơn 6 tháng. 6 tháng mấy ngày? 6 tháng rất son đúng không? Và rất trẻ đúng không em? 6 tháng. 6 tháng nhưng mà quen nhau khi nào? Hồi học còn học năm nhất ấy, có làm chung một công ty đa cấp. Thời đó thì trông vợ em là rất là dễ thương, nhon và cá tính. Bây giờ vẫn nhon vậy? Bây giờ nhon mà. Vâng, bây giờ vẫn nhon. Hồi đấy đỡ hơn một chút, trông cũng mến mến nhưng mà lúc đấy chưa có suy nghĩ ý định gì cả. Chơi với nhau một năm thì có cơ hội là về quê. Tình cờ là ngồi chung một cái ghế tàu á. Thế mà vào cái đêm đó thì vợ em ngủ gật. Thì em có ghé đầu vợ em vào vai em. Tại em thấy thương quá. Tội nghiệp đúng không? Lúc đấy là em dựa vào cái cửa sổ. Em mới nén hôn trộm vợ em. Ôi trời ơi, ông tranh thủ người ta sao ông lại nén hôn trộm người ta thế thì có mờ. Thật ra lúc đấy em cũng sợ lắm. Đấy mà vợ em mà biết thì chỉ có ăn cát thôi. Nhưng mà em cũng nghĩ lại thôi thả hôn em. Bây giờ em có thể em diễn lại cái cảnh mà em hôn trộm. Nói chung là em ngã người với lại hôn ở đâu? Bây giờ quan trọng là hôn ở đâu? Má, chán. Rồi cuối cùng sao? Thế là em lại hôn thêm phát nữa. Hôn phát nữa nhưng mà cái phát đó là ở đâu? Dạ phát nữa thì chỉ trên mắt. Chán thế. Chị mà như em là chị hôn mỉm luôn. Không, thế là tỉnh dậy mất, em sợ. Sợ tín nhiệm á. Rồi em à, cho anh hỏi nè, cái lúc mà Huê á lén hụt trộm em chứ em có biết không? Thực ra thì lúc đấy em không biết. Ngủ say đúng không? Dạ. Rồi nhưng mà sau đó thì đến nơi thì như thế nào? Là lúc đấy là thì có qua Ninh Bình nhà em chơi. Qua nhưng mà lại uống rượu say. Nói chung là chưa có nói chuyện gì được với lại bố mẹ em, cũng chưa nói chuyện gì được với em hết ạ. Thì nằm lăn quay ra giường ngủ luôn. Lúc đấy là em cô bảo vợ em là pha cho em ly nước chanh để dã bia. Thế nhưng mà vợ em bảo không biết làm. Thế thì em nghĩ bụng cái này thì ai mà cưới được. Thực ra là lúc đấy em không thích bạn này thôi chứ không phải là em không biết pha nước chanh. Cố tình, tại vì cố tình á mà. Tại vì lúc đấy em chưa có cảm tình với bạn này. Lúc đấy là em cũng hơi tức tí, hơi khó chịu. Cũng mến mà. Rồi sao nữa? Sau đó thì bọn em vào Vũng Tàu thì em cũng tìm đủ mọi cách tán tỉnh vợ em là. Đến lúc nào thì em mới gục ngã? Vào Vũng Tàu khoảng 5 tháng thì bạn này có chốt là tỏ tình với em. Tỏ tình thì bạn ấy nói là cậu có đồng ý làm người yêu tớ không? Nhưng mà em thì nhưng cái lúc đấy thì vợ chối, em không đồng ý. Đồng ý. Em nói sao? Em nói là bây giờ em còn phải học. Vợ em là cứ phải bảo là 30 tuổi kiếm được 10 triệu thì lúc đấy mới cưới chồng. Thế là bất ngờ là một tuần sau là vợ em tỏ tình với em. Thế bây giờ cậu có đồng ý làm người yêu tớ không? Lúc đấy bất ngờ. Chuyện gì thay đổi sau một tuần mà em lại suy nghĩ ngược lại vậy? Lúc đầu thì em suy nghĩ là học hành là quan trọng hơn. Nhưng mà sau một tuần suy nghĩ thì em cảm thấy là bạn này rất là quan tâm. Em cũng bỏ lòng để cho mình một cơ hội để quen biết. Tại vì từ trước này em chưa có yêu bạn nào hết á. Rồi vui không? Vui. Ui giời, lúc đấy em sướng lắm, em giải cẫng lên. Ôm bọn em luôn. Có hôn không? Hôn mấy cái nhưng mà có phát nào đúng cái môi không? 15 phút thôi.
Hôn 15 phút luôn. Dạ. Hôn đâu? Ngoài công viên bãi trước em. Kể từ đó là hai đứa bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ vâng. Đúng không? Là lâu trong lúc yêu thì nó có trơn tru không? Hay là nó gặp những gì khó khăn? Vậy nè, tại vì hai bạn này nhỏ lắm. Tụi em yêu nhau là mấy năm rồi? Cũng 3 năm rưỡi, gần 4 năm. Đấy, cho nên là rất là nhỏ đúng không? Cho nên là chắc là hề lắm hả? Dạ, chờ, yêu nhau rồi có cãi nhau, có đánh nhau không? Dạ, có chứ. Chí chóe. Ngày xưa ấy, bạn này thì bạn ấy hay ghen lắm. Mà kiểm soát 24/24. Nói chung là ghen với tất cả các bạn trai của em, như là các bạn con gái luôn. Bạn con gái mà nguyên thôi. Nói chung là bất cứ đến lúc nào em cũng kiểm soát mọi em hết. Tại vì bạn suy nghĩ là mấy bạn con gái thì chưa có người yêu. Chưa có người yêu thì sẽ có những anh khác dẫn đi uống cà phê. Uống cà phê thì có cơ hội tán người yêu mình. Cho nên là cấm tuyệt đối không đi chơi với bạn gái luôn. Trời ơi, không chơi dương trạng, chơi gái mà chơi. Cũng vì vậy mà hễ mà em có một sơ hở thì là vợ em bắt nỗi liền. Giống như đi đám cưới ấy, là có chụp chung một hai người nữ rồi đấy. Thế là vợ em thì ghen. Ghen xong đòi chia tay. Rồi nửa đêm em đang đi làm 2-3 giờ sáng em phải chạy từ Bà Rịa, em chạy lên Vũng Tàu. Xong em năn nỉ van xin này kia. Van xin thì sao? Quỳ luôn. Nói chung là em quỳ khóc. Vâng, cũng không được. Mà vợ em cứ nói một câu là anh về đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn gia đình nhà tôi biết. Nói chung là em bảo chia tay rồi đấy. Tự nhiên lên đấy. Nói chung em gào lên xong nói em chung gào là lên sao? Gào sao? Cái câu gào của em là nói cái nội dung gì trong đó? Nói chung là em ôi trời ơi cũng có. Em gào sao đâu, em gào sao em không diễn tả được. Nói chung là em không thể nào tả được nó, rất là khó chịu. Xong em tức đến đập bụp một phát, cố tình để cho bên trong biết. Xong bắt đầu em mới cũng hơi tiếc cái điện thoại em lấy ạ. Xong em bắt đầu rú ga em phóng bù bù bù. Để cho cũng cố tình cho biết. Để cho biết. Thực ra thì em là ở trong nhà em biết. Em biết nhưng mà tại vì em ở cùng với nhà chị gái, nửa đêm nửa hôm 2-3 giờ sáng em đâu dám ra ngoài đâu. Nhưng mà em có gọi điện thì điện thoại bị hư rồi không có gọi được. Rồi em lo lắm, em lo quả này chắc ông này chắc đi tự tử rồi. Tại vì ông này ông nhiều lần ông dọa tự tử lắm, em sợ lắm. Thế xong rồi em mới không biết làm sao được, em chỉ biết nằm em khóc thôi. Xong một lúc sau em lên Facebook thì tự dưng thấy ông ấy lên trên Facebook rồi ông ấy xin lỗi. Xong em bảo chắc ông này ông lại ra tiệm nét nào ngồi rồi chắc không bị tự tử đâu. Thế xong em lại giận tiếp. Là lại giận tiếp. Tại em đi sao cuối cùng là giận tiếp. Tại em đi long quăng này em không biết đâu, em vào tiệm nét. Và sáng sau là em mua một bó hoa lớn tới trước cổng trường á. Vợ em nó vẫn còn giận, em bảo bây giờ em cũng muốn anh lên trước lớp em quỳ xin lỗi em không. Lúc đấy thì vợ em sợ quá, thôi hòa hòa. Có nghĩa là sợ nhưng mà muốn lên tận lớp luôn, vâng. Quỳ cho biết mặt đó đúng không? Nói chung là vợ chồng em mà giận nhau là em bất chấp là chỉ trong 1-2 ngày là phải giải quyết xong hết. Đúng. Không, em không làm có gì chịu lắm. Đúng rồi. Đã. Nhưng mà hồi đó giờ là có hay quỳ xin lỗi bạn gái mình không? Quỳ xin lỗi rồi nhiều chiêu, em nói chung là khó chịu lắm. Mỗi lần em khó chịu là thì nói chung là cỡ nào tới đập đầu vào đâu đó hay là làm gì đó để hành hạ bản thân nó đỡ khó chịu đi. Cho nên là phải huề cho bằng được đó. Em biết cái tánh của chồng em như vậy đúng không? Dạ đúng ạ. Có khi nào á em không buông tha cái khó chịu đó của chồng em mà em làm cho tới luôn không? Có chứ ạ. Có lần mà hai đứa cũng giận nhau về một chuyện rất là nhỏ thôi. Rồi anh này thì anh gọi điện rồi anh ấy cũng khóc lóc này kia. Ông kêu là bây giờ ông ấy đi nhảy cầu Cỏ Mai, em sợ quá. Nhảy cầu Cỏ Mai? Ông nói vậy thôi nhưng mà xong rồi em bỏ buổi thi, rồi em chạy xuống thì em đi ngang qua cầu không thấy có cái gì. Không thấy phụ chất chơi đúng không? Em mới chạy xuống phòng trọ của ông ấy thì thấy ông ấy đang nằm rồi, ông ấy có chai bia ở bên cạnh. Ông ấy đập đầu. Đập chai bia vào đầu hay là đập đầu vào chai bia? Đập vào tường. Lúc đấy có máu. Có máu. Chút sáu máu. Nói chung là em sợ không? Em sợ, em sợ nhưng mà em làm sao? Em mới nói là em không muốn anh là một người yếu đuối nữa, hơn một chút xíu là tự bản thân mình và đầy đọa bản thân mình nữa. Em không muốn như thế. Xong rồi em cũng tự đập đầu vào tường. Để cho em thấy là em đập đầu luôn. Dạ đúng rồi. Trời, hai đứa cùng đập. Có máu không? Dạ, không, vợ em thì đau lắm chị. Em phải em chỉ đập vậy thôi, em chặn đập lại ngay vậy thôi. Em là xảo đúng không? Để dạ. Vợ em thì hay giận, mỗi lần giận thì không còn biết em ra sao nữa, không còn để ý được gì hết. Em không còn cách nào. Cho nên em mới phải làm như vậy để cho vợ em biết. Mà sau cái lần đó thì là hai đứa có còn tái diễn cái tình trạng đó nữa không hay là bớt đi? Dạ, đến bây giờ vẫn đến thế. Bây giờ đến bây giờ là vẫn là tức nhau là đập đầu. Dạ, đúng vợ em thì ngày xưa em hay ghen nhưng bây giờ vợ em thì lại ghen ngược lại. Vâng, ghen ngược lại. Nhưng mà giải quyết đa phần là bằng đập đầu. Tới bây giờ luôn á. Thế là xong chương trình này anh sẽ nói với ban tổ chức sẽ tặng cho hai vợ chồng em mỗi đứa một cái nón bảo hiểm. Em cũng nhận được cái mua có công chiếc đầu công rồi. Rồi bây giờ anh hỏi nè, thế thì là lúc mà chính thức yêu nhau rồi có về chung không? Không, bọn em thì nhà ai đấy ở luôn. Nhà ai đấy ở, bởi vì vợ em thì hết ở nhà chị xong lại ở nhà chú thím,
Mà bọn em thì bọn em vẫn cái vấn đề đó là không bao giờ suy nghĩ tới, bởi vì yêu là yêu, yêu chân thật. Tức là không bước qua ranh giới, không ăn cơm trước kẻng đó, đúng không? Vâng, nên đúng cũng vì vậy nên quyết định đám cưới là cũng là tự bọn em quyết định rất là gấp. Là cũng như là gấp là lý do. Máu quá là không cần biết gì nữa, cưới thôi. Cưới để hợp thức hóa cái chuyện mà vợ chồng, đúng không? Vâng, em đã thống nhất ngay từ đầu là sẽ giữ cho nhau đến cùng thì hạnh phúc em nghĩ sẽ bền lâu. Rồi bây giờ nè, lấy nhau về thì có vui không? Rất là vui. Nói không, chung là anh Thuận, anh muốn hỏi là vui là cái ngày kìa. Mà tụi em hợp thức hóa đầu tiên là vợ chồng á, dạ. Mình không cần phải kiềm chế nữa. Vâng. Thì cái bữa đó vui không? Vui chứ. Bố mẹ em đếm tiền bên phòng bên cạnh bọn em. Các cô cứ đếm chồng, đi. Chồng em cứ em đang ngồi ngoài, rồi chồng em cứ gọi xong nháy mắt, gọi vất. Có nghĩa là chồng em ở trong phòng đúng không? Dạ đúng rồi. Em ngồi ngoài. Không, chồng em đứng ngoài cửa phòng, còn em đứng ngồi ngoài với bố mẹ. Bố mẹ ngồi đang ngoài tiền. Đang đếm tiền. Thế là em cũng ngồi phụ, nghe xong chồng cứ khều về chồng vẫy. Xong rồi chồng gọi chồng nháy mắt. Rồi, cái là hiểu nhau rồi, máu quá rồi đúng không? Xong rồi em vẫn còn ngại, nhưng mà mãi về sau thì cũng may mẹ chồng em cũng có nói là thôi hai đứa đi nghỉ sớm đi. Cái là đúng. Sao? Nói chung là cũng có nghĩa là có trục trặc gì không? Đâu có biết gì đâu mà, đúng không? Vâng, nói chung là đầu tiên thì không, chồng em mà lên mạng tìm hiểu chưa? Có nghĩa là chồng em biết rồi. Dạ. Em chưa biết gì xong đúng chồng không? Chồng em dạy em. À, chồng em dạy. Dạ. Nhưng mà sao? Vui đúng không? Cực đã. Nhưng mà cực đã đấy. Cực đã. Thôi thì tốt rồi. Rồi bây giờ sau khi về chung nhà rồi, có phát hiện ra ông chồng mình có gì có tiếng xấu không em? Chồng em thì vẫn cứ tiếp tục đập đầu. Cứ mỗi lần giận nhau là đập đầu. Vợ em hay giận, càng ngày càng giận nhiều hơn. Tức là vợ thì hay giận đúng vâng, không? Vâng, cứ một chuyện nhỏ là giận, giận hoài. Em thì em có tính hay giận thật. Vợ chồng em là hay bị khúc mắc, cứ hễ có một cái vấn đề gì bàn luận là y rằng là cãi nhau, giận nhau, giận nhau xong lại một đứa đập đầu. Anh hỏi nè, mỗi lần em đập đầu vậy thì có mạnh không em, hay là chỉ đập nhẹ nhẹ? Không, mạnh lắm anh. Đập em... máu luôn mà. Không phải bây giờ cưới nhau về kìa. Đập thật luôn ấy anh, đập mạnh lắm. Đánh gì, gọi là gì, nãy em nói em luyện cái gì? Thiết đầu công. Thiết đầu công rồi. Vợ có lần nào đập đầu nữa không? Có, bây giờ vẫn có. Lên hai vợ chồng có đập đầu liên tục thế à? Hai chồng đập đầu hoài. Tại vì em không biết có cách giải quyết nào khác nữa. Bây giờ vậy nè, hỏi nè. Cứ mỗi lần mà chồng đập đầu em đứt ruột không? Em sốc ruột không? Lúc đầu thì tưởng ông ấy dọa thôi. Nhưng mà bây giờ thì cứ thấy mỗi lần ông ấy đập là ông đập thật đau rồi. Mà đau thì càng đau thôi, ông đau thì càng đau. Thế lúc ấy có kéo chồng ra không cho chồng đập không? Có kéo, có kéo xong rồi em đập 2-3 cái luôn rồi sao? Kéo chồng em ra xong rồi em đập đầu em. Xong rồi chồng em kéo em ra rồi chồng em đập đầu chồng em. Xong rồi vừa sau giải quyết là bằng cách là hai đứa khóc lóc rồi xong bắt đầu nói lại những cái chuyện vui. Xong rồi bắt đầu hòa bình. Bởi vì ra em là vẫn thắng, bởi vì em đập mạnh hơn đấy. Là em giữ được vợ em giữ được em to hơn mà. Nhưng không mà em bảo chồng em là ví dụ như ngày dày mà nếu mà anh còn đập đầu nữa thì cứ một cái thì em sẽ đập 3 cái. Thật sự anh nghe tụi em kể anh cười thì nhưng mà sau đó anh lại cảm thấy anh lo sợ. Bữa nào mà giận quá đập mạnh cái nó chấn thương đầu là mệt lắm luôn á, nguy hiểm lắm á. Yeah. Bây giờ hỏi nè, em có mong muốn chồng em bỏ cái tật đập đầu không? Dạ có chứ ạ. Ví dụ như mỗi lần mà cãi nhau thì em muốn anh ấy là giải quyết vấn đề bằng một cách khác chứ không phải là lúc nào cũng đập đầu như thế. Ừ. Dạ. Rồi chồng có mong muốn vợ thay đổi đập đầu không, hay là mong muốn thay đổi là bớt giận? Nói chung là em muốn là vợ em là không có giận nữa. Anh hỏi mong muốn các em mà bây giờ anh mong muốn hả em bỏ cái vụ đập đầu đi được không? Không có đâu, anh không bỏ đâu, em nhiều lần nói rồi. Lắm rồi mà anh vẫn vậy à? Bây giờ cái ca này là phải như vậy nè. Bây giờ thứ nhất biết là hai đứa đến với nhau dạ. Từ khi còn thơ ấu đúng không? Rất dễ thương. Cho nên rằng là cho đến bây giờ có thể là trong mắt chồng thì vợ cũng chưa có trưởng thành đâu. Ngược lại trong mắt vợ, chồng cũng y như vậy. Có nghĩa là vẫn hoài niệm là từ ngày xưa mà lúc mà mình còn nhỏ mình yêu nhau như thế nào đó. Nhưng mà các em phải nhớ một điều rằng bây giờ các em đã là những người trưởng thành rồi. Sắp sửa làm một ông bố và một bà mẹ trong một cái gia đình rồi. Cho nên bây giờ cái điều mà chồng muốn vợ bớt giận, em phải lưu tâm cái đó. Ngày xưa mình là cô nữ sinh với nhai nhảnh thì thôi mình giận hờn đó được. Bây giờ mình đã là người vợ rồi, sắp là người mẹ rồi, mình phải nghĩ cách khác để mà mình biểu lộ cái cảm xúc của mình cho chồng hiểu. Mình giận thì mình sẽ ngồm nói anh ơi thế này, biết là chồng mình thương mình mà, thay vì cách là giận để mà đoán ý hoặc tôi thế này kia. Đổi cũng giận đó, nhưng mà nói ra anh ơi, vậy em muốn anh như vậy nữa, anh đừng có như vậy nữa, em không thích vậy đâu, đừng bao giờ anh tái phạm nữa. Và bây giờ em nói ra rồi thì thôi, em không còn giận nữa, em quỳ với anh. Ví dụ vậy, cho 1-2-3 lần cơ hội đó đi. Đúng không? Và nếu em
không giận nữa thì chồng em tuyệt đối không đập đầu nữa. Bởi vì cái đập đầu là một cái hạ sách để mà chồng em muốn em đừng có giận, đúng không? Và ngược lại, nếu chồng không đập đầu, vợ đâu đâu đập đầu nữa. Cái đập đầu rất nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến não vô cùng, nhớ chưa? Dạ, hai đứa hứa với nhau giùm đi. Nhìn vợ mình nói đi. Chung là em đừng giận anh nữa nhá. Đấy, rồi chờ vợ hứa đi. Vợ hứa nếu mà giận thì em sẽ dùng hình thức nào nào? Nếu mà ngày dài em mà giận anh á thì em sẽ nói cho anh biết lý do em giận. Đúng. Rồi thì hai đứa mình sẽ tìm cách giải quyết khác. Ok. Rồi, xin cảm ơn hai bạn.